Đây là những nguyên liệu mà mọi người cần để làm riêu cá. Thứ nhất là cá, nhiều nhiều lên một chút để nấu riêu cho nó ngọt thịt. Mà nếu như trường hợp mà ít thì nấu ít nước đi. Cái thứ hai là dứa để tạo độ chua. Cái thứ ba là cà chua để tạo độ chua và tạo màu. Thứ tư là hành khô. Thực ra là mọi người nên mua cái loại cà chua mà nó chín đỏ hơn như thế này một chút. Ở đây là mình không dùng đến nhiều, cho nên là mình mua cái loại mà nó hơi xanh như thế này để có thể để được lâu. Nữa là hành khô. Hành khô thì không cần quá nhiều, lại chỉ cần vài củ thôi. Hành khô tốt hơn cả là hành tím. Nhưng mà ở đây không mua được hành tím, cho nên là mình mua hành khô. Thì là hành hoa đấy, xong rồi lát nữa sẽ làm từng món một. Để nấu riêu cá thì các bạn có thể dùng dứa, dùng khế hoặc là dùng dọc, đấy là tùy sở thích. Thông thường là mọi người nấu dọc thì nó sẽ ngon hơn, còn đâu đối với mình thì mình thích nhất là nấu riêu cá với cả dứa. Thì dứa thì à khế là khế chua nhé. Dứa thì tùy sở thích của mọi người có thể điều chỉnh cái lượng chua cho phù hợp. Nhưng mà thông thường, ví dụ như là một cái loại mà bát canh mà nó chỉ cái bát canh mà nó chỉ bằng khoảng tầm như thế này, tức là lượng nước nó chỉ đựng hơn một bát con ăn cơm một tí thôi, thì là mọi người có thể là dùng là khoảng chừng là 1/4 quả dứa với cả cà chua là đã gọi là đã chua rồi đấy. Còn đâu là do là mình là thích ăn chua và mình thích ăn dứa, cho nên mình sẽ điều chỉnh theo cái sở thích của mình. Nấu loãng gọi đa phần mọi người không ăn được chua lắm, cho nên là nấu 1/4 quả dứa là cũng phải lấy khoảng mấy cả 2 quả cà chua là cũng phải lấy khoảng 2 cái bát này, 2 đến 2 bát rưỡi bát này thì nó mới đỡ chua, không thì nó chua quá nhiều người không ăn được. Thì dứa mà khi gọt ấy, thì mọi người là khi mà gọt vỏ bỏ mắt rửa sạch xong rồi là thái miếng ra. Thái miếng thì đừng thái quá mỏng nhé, thái quá mỏng đun nâu trong nước nó bị nát, cho nên là thái tầm nó cũng phải dày dày như này này. Thì đấy, thì đấy là nguyên liệu dứa. Hành khô nhé, thì mọi người sẽ bóc bỏ vỏ và đập nhỏ hoặc là thái mỏng để phi lên trước khi cho cà chua và nấu riêu cá. Thì thực ra là đối với một bát canh, đối với một nồi canh chua thì tối thiểu là 2 củ hành khô. Còn thường thì ví dụ như là mọi người mà cho thế cho thơm, mọi người mà muốn ăn nhiều thì cho nhiều, theo khẩu vị, tùy theo khẩu vị, nhưng mà cũng không nên cho nhiều quá. Cho nhiều quá nó cũng không ấy, tức là gọi là hành khô đấy chỉ là gia vị mình cho vào phi để cho nó thơm thơm cái nước ấy thôi. Thì như mình ở đây là thường là ví dụ như là một mình nấu 1 bát nước, nó nhiều hơn 1 bát con nước một tí ấy, thì là sẽ dùng 2 củ hành khô đây nhá, bóc sạch như này đấy. Rất may nó lại là hành tím đấy này. Cái loại hành khô tốt nhất là hành tím như này này. Nó có hành trắng đấy, nhưng mà mua hành tím thì ngon hơn này. Đấy, bóc sạch như này nhá. Cắt rễ xong là bóc sạch cái vỏ đi. Sau khi bóc vỏ hành khô thì tiến hành đập dập hoặc thái nhỏ. Ví dụ như là mọi người là có thể thái mỏng như thế này để đưa vào phi lên. Cái ưu điểm của cái việc thái mỏng như thế này là nó trông nó đẹp hơn. Tuy nhiên thì cái việc mà đập dập xong rồi băm nhỏ ra thì nó sẽ cho thơm hơn, tùy theo các bạn và ấy, tùy theo điều kiện bếp lúc thôi. Thì thường thì mình gọi là thích đập dập ra xong rồi là băm nhỏ ra thì nó thơm hơn. Ở đây là mình làm cả 2 kiểu nhé, đây là thái mỏng này, còn đây là đập dập này. Nó có một cái búa nhỏ chuyên thiết kế để đập nhé. Đây là đập dập băm nhỏ này, mọi người có thể dùng cái búa, cái loại búa đấy mà chuyên dụng dùng để
đập tỏi, đập hành các thứ đấy. Hôm trước mình dọn nhà thế bắt đầu có người cần thế mình cho rồi, hôm nào mình mua cái khác sao. Mọi người chú ý để mắt xa nhé, bởi vì là khi thái hành thì nó rất là cay, nó sẽ cho nên là để cách xa mắt ra để nó đỡ cay mắt. Khi mà muốn phi thơm hành khô ấy, thì cái chảo phải rửa sạch, xong là làm khô chảo đi, xong là cho mỡ vào xong rồi phi lên. Làm khô chảo nhé, để cho chảo nó bay hết nước đi, xong rồi nó bóng nó nóng này. Khi chảo đã hết nước và khô rang như thế này thì cho một ít mỡ vào, đừng quá nhiều. Ăn nhiều thì nó hơi ngấy một chút. Xong là để cho nó một tí cho nó sôi mỡ. Láng qua cái chảo đi cho đỡ hỏng chảo. Rồi, xong là bắt đầu tầm này nó nóng mỡ rồi đấy thì bắt đầu cho hành vào. Đảo lên. Đảo phi thơm. Khi hành mà dậy mùi thơm rồi này, nhưng mà chưa cháy này, đổ cà chua vào, đảo. Xào cho đến khi nhừ cà chua thì thôi, cà chua nó nát nhừ ra để cho nó ra nước thì thôi. Mùi thơm lắm, lúc mà khi hành lên ra mùi thơm lắm. Đảo cho đến khi mà xào lên đến khi cà chua nó nhừ ra. Các cái miếng cà chua này nó nhừ ra, nó ra bột ấy. Nhưng mà có những loại cà mà nó không có bột thì xào mãi nó không nhừ đâu, lúc đấy thì các bạn tùy theo nhé. Cái cà nhừ ra như thế này rồi thì bắt đầu là tiến hành là đổ nước vào, đổ một lượng nước vừa ăn. Thế xong là sau đấy là cho cá này, không cần đợi nước sôi mà có thể là cho luôn là cá này, dứa này, với cả cá dứa với cả gia vị vào. Thì đến tại vì là ở đây là có người là không thể đợi được đến lúc mà mình nấu xong riêu cá, cho nên là cái canh này đã bỏ ra để ăn trước, xong là tí nữa tới rồi riêu cá thì sẽ làm lại, chỉ làm lại cái việc xào như thế này xong. Thực ra là lẽ ra là cái này là để làm riêu cá, nhưng mà tuy nhiên là bởi vì là không đợi được cho nên là sẽ có người là muốn ăn luôn thì ăn luôn, thì xào lên như thế này xong rồi là có thể là cho để không như này, cho ít gia giảm vào là cũng thành canh được, hoặc là bác thêm cho thêm quả trứng vào đây là cũng thành canh, cho thêm quả trứng vào ngoáy đều lên là thành canh trứng, hoặc là ví dụ như là có thể cho thêm ít thịt băm vào cũng được. Đấy thì nó cũng thành canh rồi. Nếu không có riêu cá thì như thế này cũng thành canh, cho thêm tí thịt vào đun sôi kỹ, thịt băm đun sôi kỹ thì nhanh hơn là ninh riêu cá thì cũng thành canh, mà không thì cho thêm quả trứng vào ngoái tan ra rồi cũng thành canh. Mọi người mà nấu một nồi canh thì mọi người cũng sẽ dùng hai quả cà chua, nhưng mà một bữa cho 5-6 người ăn bình thường ấy. Nhưng mà bởi vì là mình chỉ nấu một bát nhỏ canh thôi. Nhưng mà bởi vì mình ăn được chua cho nên là mình cũng cho hai quả cà chua. Cà chua mọi người phải bỏ ra rửa sạch đi, xong là bỏ cuống đi nhé. Cà chua sau khi rửa sạch thì sẽ tiến hành là thái múi cau. Thái theo kiểu múi cau như này này. Tùy quả to quả bé mà mọi người thái chia ra nó thành từng múi phù hợp, miếng nó đừng quá mỏng nhưng mà cũng đừng quá dày. Thì mọi người lên thái cả hai quả đều múi cau. Tuy nhiên là mình thì cái quả cà chua này nó hơi xanh,
Và mình thì chỉ cần một quả muối cao để làm cảnh cho đẹp thôi, còn đâu cái này thì mình thích theo kiểu thái hạt nịu để cho nó nhanh ấy, cho nó nhanh nhừ với cả cho làm lấy màu lấy nước đây nhá. Những cái bẩn bẩn này à, những cái vết này mọi người cắt ở quả cà chua đi, rửa sạch rồi đấy, nhưng mà những cái vết đấy không rửa được bằng nước. Thì một cái cách là mình rất là thích thái cà chua theo kiểu hạt nịu ra như này này, xào nó rất là nhanh, nó ấy với cả nó không có những cái mình không thích nhìn cái, tức là như khi cà chua thái muối cao ấy nó mềm ra rồi, nhưng mà cái kiểu cái xác của cái cà chua sau khi mà xào xong ấy mình không thích nhìn cái kiểu mà thái muối cao nó còn lại, mình thích thái như thế này đến lúc mà xào xong nó vụn ra rồi là nó đi luôn ấy, không có dấu vết luôn, và mình thích cái kiểu gọi là nó không còn dấu vết như thế. Sau khi thái xong nhé thì cho tất cả vào trong chảo để xào. Mọi người có thể dùng chính cái chảo vừa mới rán cá xong để xào cà chua, thì dùng chính cái mỡ cá để xào, mỡ rán cá để xào cà chua luôn. Nhưng mà trong trường hợp mà bạn rán cá bị cháy hay là cái chảo mà nó bị kép ấy, thì tốt nhất là bỏ chảo ra rửa thật sạch đi, xong rồi là hãy xào cà chua để cho màu nó, cho cái màu nó lúc canh nó đẹp. Thì khi mà các bạn mua cái loại cà chua chín hơn thì nó sẽ dễ xào, nó sẽ nhanh ra nước hơn cái loại cà chua này. Bởi vì là mình có nhiều dứa cho nên là mình không cần lấy nước chua từ từ cà chua nhiều, cho nên mình dùng cái loại này cũng được. Với cả mình không mua được cái loại kia ở đây người ta hết. Thì nhá, bạn xào cho đến khi nó nhừ đi, nhìn thấy cà chua nó nhừ nhừ rồi nhá, thì bạn đổ nước à. Này, khi cà chua nó nhừ nhừ ra rồi là nhiều hơn như này cũng được, thì là đổ nước và đổ một cái lượng nước mà vừa ăn mà ấy, mình thì mình chỉ cần tầm thế này thôi, cho nên là mình chỉ lấy nước như này thôi. Cá thì các bạn rán dở lên, cái cách rán cá thì mình đã có một cái video hướng dẫn rán cá rồi đấy, mà ai chưa biết làm thì xem ở đấy. Thì cá thì mọi người không nên rán cá, tức là cá lấu riêu thì lên đấy là cá vừa có lạc vừa có mỡ. Mọi người thường hay là những cái con cá to á, thì có thể là dùng thịt lạc để luộc ăn hoặc là rán tùy sở thích. Còn đâu cái đầu thì bỏ vào, cái đầu với cái đuôi thì bỏ vào nấu cá, hoặc là mọi người là có thể là rán cả con cá to xong là bỏ vào nấu riêu thì tùy sở thích. Nấu nhưng mà nấu riêu cá thì lên là có cả thịt cả xương, tại vì cái xương nó ra nước thì nó ngọt. Ở đây nhá, mọi người là không nên rán kỹ như thế này. Đây là con cá mà mình đã rán chín rồi. Thực ra là mọi người chỉ lên bật lửa to xong là rán để cho cái vỏ nó vàng, nhưng mà ở bên trong nó sống nó chưa chín. Mình ở đây mình rán chín là bởi vì là hôm nay là mình ăn một mình. Mình ăn một mình thì tự nhiên là ban đầu thì định là chuẩn bị nhiều cá để cho nước ngọt, nhưng mà đến lúc mà rán xong thì mình tự nhiên mình lại nổi hứng, mình lại muốn là vừa đứng canh vừa làm bếp vừa ăn vã. Thế là mình rán chín luôn. Rán chín luôn thì trong lúc làm bếp thì là mình ăn hết một con, thì nó còn cái đầu ở đây này. Tuy nhiên là bởi vì là cái bát canh của mình nấu bát canh nhỏ, cho nên là cái tầm cá như thế này là nó cũng đủ để cho nước ngọt rồi. Thì sau khi mà cá rán dở xong ấy, thì khi mà nồi canh sôi thì sẽ đổ cá vào trong xoong canh. Đây nhé, đổ cá đã rán dở cho vào trong cái nồi nước cà chua mà bạn vừa mới vừa xào ấy, nó sôi lên thì đổ vào này. Xong rồi là nói chung là tốt nhất là lên cho nước hơi xâm xấp cá một tí để cho cái nước này nó ra, tại vì mình ăn ít nước cho nên là cái này mình nấu một bát canh nhỏ, cho nên là cái này nó hơi bị trơ xương rồi, hơi bị trơ cá ra. Còn đâu thường là lên là đổ nhiều nước xâm xấp và để cho nước ngọt từ cá nó ra hết. Thế xong là ninh kỹ, bởi vì là cá này là mình nấu riêu thì mình ăn ăn nước là chính ấy. Mình nấu riêu là mình lấy nước, cho nên là mình sẽ ninh kỹ cá một chút nhá, ninh lâu nhá, sôi xong đun thật lâu.
Mọi người nhớ là cũng đồng thời cho bột canh vừa ăn nhé. Hình như mình cho hơi mặn. Đây, cái này hơi ấy, đi một tí này. Xong đổ dứa vào nhé. Dứa có thể là không nhất định là phải sôi mà là dứa vào cho sớm được. Mọi người ví dụ một bát canh nhỏ thì mọi người chỉ nên cho là 1/4 quả dứa thôi. Nhưng mà ở đây là mình thích ăn nhiều dứa. Cà chua thì nó lại ít chua rồi, cho nên là mình cho rất là nhiều dứa. Mọi người không nên nấu theo kiểu của mình, tại vì là mọi người sẽ không không ăn được cái này đâu, nó chua lắm. Thực ra là mình cũng không không ăn chua như này đâu, nhưng mà cái quả dứa này nó cũng không chua lắm, cho nên là dứa thì không chua lắm, cà chua cũng không chua lắm, cho nên là nó ra nước thì là vừa. Trong lúc linh cá thì sẽ nhặt hành hoa, bởi vì đây là hành hoa này, thì là bởi vì cái bát nước này của mình nhỏ cho nên là mình sẽ chỉ lấy 2 cọng thôi, 2 cọng hành hoa thôi. Cái bát canh của mình nó nhỏ thì lấy nhiều nó cũng không tốt. Cái một cây là được, 1 cọng là được. Cái đầu trên này này thì tước mỏng ra để đến tí nữa sôi xong thì cho vào, còn đâu cái lá thì để thái. Cái cây này hơi to, chắc là mình lấy cái cây nhỏ hơn. Mình chỉ lấy cái cây nhỏ như này thì nó là vừa, nó là 1 cây nhỏ như này là vừa cho 1 bát canh. Còn do canh của mọi người to thì mọi người có thể lấy lên lên đồ chưa dùng hết thì để lại. Ngoài ra là các bạn cũng sẽ chuẩn bị một ít thì là cũng không cần quá nhiều. Không cần quá nhiều mà chỉ lấy một cái lượng vừa đủ thôi. Mình chỉ có 1 bát canh cho nên là mình cũng thích thì là, nhưng mà cũng không thể lấy được quá nhiều, lấy quá nhiều nó không ngon. Ăn tùy sở thích, nhưng mà sở thích nhiều thì cho nhiều, sở thích ít thì cho ít, nhưng mà cũng chỉ nên cho vừa đủ thôi. Mình chỉ lấy lượng này thôi. Thực ra là cái mà tốt hơn ấy là cái hành khô ấy. Mọi người bóc ra đập dập xong rồi phi lên xong bắt đầu mới xào cà chua, như thế nó thơm hơn. Nhưng mà bởi vì là hôm nay mình có chút việc bận, thành ra là mình nấu cơm muộn. Bây giờ đã là gần 2 giờ chiều rồi, mà gần 2 giờ chiều rồi, xong tí nữa mình lại có chút việc bận nữa. Thế thì mình không thể lích kích là làm hành không thể lích kích là rán hành hành ấy được. Rán hành à quên, xào phi hành xong bắt đầu mới cho cà chua vào được, vì thế mình bỏ qua bước đấy. Nhưng mà khi mà mọi người không vội thì mọi người có thể là phi thơm hành lên, lần sau mình sẽ làm thế. Mọi người có thể phi thơm hành lên xong bắt đầu mới xào cà chua. Thì đối với hành hoa này thì mọi người nhặt này nhá, sẽ bỏ cái gốc này đi này, xong bắt đầu là trong cái thân cây của nó này, những cái phía cuối này, những cái đoạn phía cuối này này ngắt bỏ đi này, hay là những cái lá đây, những cái đoạn cuối này ngắt bỏ đi này, ngắt bỏ đi này đấy, những cái lá úa kiểm tra xem cái nào cái lá úa cái gì không ăn được thì bỏ hết cả đi đấy. Thế này nhá, xong rồi bắt đầu là cái đầu trên thân này này, cái này thì cắt đến đây, cắt đến đây, cắt đến đây này, cắt đến đây, còn đâu cái đầu trên thân này này cắt ra để chẻ đấy, còn nó hành lá phía dưới thì rửa để xào. Cái này này để cho nó đẹp, bóc cái lớp này ra, bóc cái lớp này ra cho nó đỡ xấu đấy. Rồi còn cái này để đây tí tước thì là nhá, thì là đây cắt hết gốc, thì là cắt hết gốc, thì là xong là bắt đầu là nhặt hết những cái lá úa với cả những cái không ăn được đi, những cái lá úa này, những cái bẩn nhặt hết đi, chỉ để lại những cái ấy thôi, những cái ấy như này bỏ hết đi, chỉ để lại cái phần xanh phần ăn được thôi, những cái lá úa như này nhặt hết đi, bỏ đi, cái gì không ăn được thì bỏ đi đấy. Thế xong rồi là thì là mang ra rửa, trước khi là hành như thì là mang ra rửa, thì những cái rác ấy mà vừa mới ấy xong ấy thì dọn đi cho vào trong thùng rác, những cái này lấy vào trong thùng rác đã, làm đến đâu gọn đến đấy. Hay có sở thích là mua chậu cùng màu, mua đồ quần áo thứ là nhiều đôi, 2 đôi 1 đôi, nhiều cái 2 cái 1 cái là màu y hệt nhau. Nhưng mà như thế thì đòi hỏi là mọi người phân biệt bằng cách là để đúng vị trí. Tuy nhiên là mọi người nên mua những cái chậu mà có màu khác nhau, để cái là rửa riêng hoa quả riêng, các loại hoa quả rửa ăn luôn riêng, còn đâu rau sống rửa riêng, còn đâu rau sống để rửa để ăn ngay thì rửa riêng.
thì cho thể là vào trong chậu, rửa nhiều lần cho đến khi sạch thì thôi. Cả hành hoa nhá, cái hành hoa này này, với lại cái cuống hành này này cũng cho vào đây, rửa sạch thì thôi, rửa nhiều lần cho đến khi sạch thì thôi. Sau khi rửa sạch rồi thì sẽ tiến hành mang vào thái nhỏ để tí nữa sắp bắc ra thì là cho vào. Hành hoa nhá, sau khi rửa sạch này thì cắt khúc khoảng chừng 1 cm thôi. Đây, chỉ cắt khúc như này thôi. Xong là để tí nữa nó sôi thì là cho vào. Thì là cũng vậy. Sau khi mà rửa sạch thì tiến hành thái nhỏ. Mọi người có thể cắt khúc thể là, nhưng mà mình thì mình thích thái vụn thể là ra như thế này để cho nó quyện vào nước. Thái cả cọng và thái cả cả lá của thể là nhỏ quyện như thế này. Còn đến cọng hành này nhé, thì mọi người sẽ là tỉa mỏng này, tỉa như này này, cứ tỉa mỏng dọc theo cái chiều này như này đấy. Xong rồi đến tí nữa bắt đầu nó xoăn lên đấy, tỉa mỏng ra, mọi người có thể tước hẳn ra mà cũng có thể lại để một đầu phía dưới nó dính vào nhau, cứ tỉa mỏng ra như này đấy. Xong rồi tí nữa cho vào, tùy theo địa hình hay là tùy theo cái sự thuận lợi nhé, thì mọi người là có thể là bóc hành với cả thìa là các thứ này cho ra một cái bát để tí nữa nấu xong thì cho vào canh. Tuy nhiên là mọi người cũng có thể là để nguyên ở thớt xong là bóc thẳng vào xoong như thế thì tránh đỡ phải rửa đi rửa lại nhiều lần. Lâu thì mọi người có thể là dùng thìa muôi để thử xem là nước như thế đã vừa chưa. Ở đây là cái nồi canh này nó chua quá ngoài sức tưởng tượng luôn, mình cũng không ăn được. Thế là mình xử lý bằng cách là mình đổ thêm nước cho nó loãng cái độ chua ra, đồng thời là mình cho thêm ít nước mắm nấu vào. Nhớ là mặn thì không ăn được đâu nhé, mặn nó cứ chua đi, nhưng mà cho vừa đủ thôi, cho mặn quá ăn là hại thận thì cũng không tốt. Thì mình điều chỉnh như thế thì nó cũng đỡ đi. Thì cứ thế linh linh đến lúc mà nước ngọt và đến lúc mà cảm thấy là điều chỉnh đến lúc cái lượng nó vừa ăn thì thôi. Linh đủ lâu để cá chín và thôi nước ngọt ra canh, chuẩn bị bắc ra ăn thì và điều chỉnh cái khẩu vị hợp lý và chuẩn bị bắc ra ăn thì các bạn sẽ cho thìa là vào trước này, cho thìa là vào trước để cho nó quyện vào với cả canh này ấy ra đấy. Thế xong lúc là cho thìa là xong thì đến là cho đến cái cọng hành hoa rồi, cho cọng hành hoa rồi xong rồi đổ lốt cái chỗ hành hoa này cả, dấp nó xuống nước để cho nó chín. Dấp xong một cái đun khoảng một tí thôi thì là tắt bếp đi, xong bắc ra ăn thôi, vớt ra rồi ăn thôi. Cá thì vớt ra đĩa. Ở đây vớt một tay nó vỡ cho nên là mình phải bỏ điện thoại ra và mình dùng thìa vớt cá này ra đĩa, còn canh thì múc ra bát. Đây, cá thì vớt ra đĩa. Mặc dù là mục tiêu của việc nấu canh là linh cá là để lấy nước ngọt, nhưng mà tuy nhiên không có nghĩa là cá không ăn được, mà là sau khi linh xong cá vẫn ăn được, bỏ ra chấm nước mắm bình thường nhé. Canh thì múc ra bát, có màu vàng của dứa, màu xanh của hành, màu đỏ của cà chua. Thế là mùa đông thì ăn canh chua để ăn nóng, ăn nóng ngon. Thế bây giờ chúng ta đã có một bữa canh riêu cá ngon lành rồi. Thì đây, chỉ cần bữa cơm mà đơn giản thì không mất thời gian ấy, thì cũng chỉ cần nấu như này thôi. Thế là bạn có cá chấm với cả nước mắm này, xong rồi có canh, thế là xong.